người ném thi thể diễn viên phở danh Valeo Warner junior ra đường khai gì? Người đàn ông bị bắt do ném thi thể nam diễn viên người Mỹ phở danh Valeo Warner junior ra đường ở quận Bron, New York, Mỹ, đang đối mặt với 9 tội danh. Trang Daily Mail ngày 2 tháng 12 thông tin Stephen Smith, 35 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ngày 29 tháng 11. Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi thi thể nam diễn viên phở danh Valeo Warner Jr., 60 tuổi, bị phát hiện trên đường phố. Qua điều tra từ camera an ninh, cảnh sát trông thấy nghi phạm Stephen Smith lái ô tô màu xám đến địa điểm phát hiện thi thể. Sau đó, Stephen Smith xuống xe, kéo thi thể ra khỏi ghế hành khách và ném lên vỉa hè rồi trở lại xe lái đi. Khi tôi thấy thì ông ta đã chết rồi, bị sốc thuốc. Tôi không liên quan gì đến cái chết của ông ta. Pam đến gặp tôi và nói rằng ai đó đã chết vì sốc thuốc trong xe. Tôi lên xe, lái đi. Tôi kéo thi thể ra ngoài rồi bỏ đi. Tôi không biết ông ta là ai, Stephen Smith khai. Thành viên trong gia đình phở danh Valeo Vonner Jr. là Nicolas Valeo anh trai nam diễn viên, cho biết chiếc Hyundai Elantra mà Sở Sở Mít lái thuộc sở hữu của ông. Ông chưa từng cho phép hoặc ủy quyền Sở Ti Sở Mít được lấy, lái hoặc ngồi trong xe. Sau khi Sở Ti Sở Mít cho lời khai, phía cảnh sát đã để anh tại ngoại chờ hầu tòa. Dù không liên quan đến cái chết của phở danh Valeo Vonner Jr., nhưng Sở Ti Sở Mít đang đối mặt cáo buộc 9 tội danh gồm trộm cắp, sở hữu tài sản bị đánh cắp, tiêu thụ tài sản bất hợp pháp sử dụng phương tiện bất hợp pháp. Hiện tại, nguyên nhân tử vong của phở danh và Leo Jr. chưa được công bố nhưng cảnh sát nói với New York Post rằng có bằng chứng cho thấy ông qua đời do sốc thuốc và cơ thể không có dấu hiệu chấn thương do tác động từ bên ngoài. Sợ ti phường Smith sẽ bị triệu tập tại tòa ngày 11 tháng 1 năm 2023. Phở danh và Leo Jr. nổi tiếng với vai Judy và Leo trong phim từng tháng 3 tượng vàng Oscar 2018 là Gazebook. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều phim The Side of the Cross, All In, The Neighborhood, The Jason,